Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tên gọi Điện Biên Phủ trên không xuất hiện từ khi nào? Đêm ngày 26 tháng 12 năm 1972, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên thắng lớn. 8 chiếc máy bay Mỹ đã bị quân và dân miền Bắc bắn rơi. Riêng Hà Nội bắn rơi 5 chiếc, trong đó có 4 chiếc rơi tại chỗ. Từ sở chỉ huy tối cao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã biểu dương các đơn vị lập công và ra lời kêu gọi. Kẻ địch thua đau và nhất định sẽ bị thất bại hoàn toàn. Nhưng chúng vẫn ngoan cố kéo dài cuộc tập kích. Các đơn vị hãy bắn rơi nhiều B-52 nữa, hãy giáng cho quân Mỹ một đòn Điện Biên Phủ ngay trên bầu trời Hà Nội, thủ đô thân yêu của chúng ta. Theo nhạc sĩ Phạm Tuyên, lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gây cho ông niềm xúc động sâu sắc. Ý nghĩ sáng tác một bài hát Hà Nội Điện Biên Phủ bỗng lóe lên trong trí óc ông. Ngay đêm hôm đó, trong căn hầm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, giữa lòng thủ đô rực lửa chiến đấu, những nốt nhạc, những lời ca hùng tráng luôn chảy trên trang giấy dưới ngòi bút của nhạc sĩ Phạm Tuyên. B-52 tan xác cháy sáng bầu trời, hào khí Thăng Long ánh lên ngời ngời, rồng ta lao vút, một trận Điện Biên Phủ nay sẽ vùi mộng xâm lăng, Hà Nội ơi. Ngay sau đó, bài ca Hà Nội Điện Biên Phủ của nhạc sĩ được đăng trên báo Nhân dân và được phát hành vào sáng ngày 29 tháng 12. Và cũng trong ngày hôm ấy, khi chiến dịch 12 ngày đêm còn đang tiếp diễn, trong chương trình Tiếng Hát Gửi Về Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam, bài hát đã được phát đi trên làn sóng điện. Để rồi tiếp theo những ngày sau đó, nó được tung đi muôn nơi đến với bạn bè năm châu, bốn biển. Hãy giáng cho không quân Mỹ một đòn Điện Biên Phủ ngay trên bầu trời Hà Nội, lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một Điện Biên Phủ nay vùi mộng xâm lăng, Hà Nội ơi, lời trong bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên phải chăng là gợi ý đầu tiên cho sự ra đời cụm từ đặc biệt Điện Biên Phủ trên không? Thực tế diễn ra sau trận thua mang tính chất quyết định trên bầu trời Hà Nội, cũng giống như thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954, đế quốc Mỹ đã buộc phải ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Cam kết tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam, chấp nhận rút hoàn toàn quân viễn chinh Mỹ và các nước phe Mỹ ra khỏi Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ta tiến lên giành toàn thắng vào mùa xuân năm 1975. Tuy nhiên, cụm từ Điện Biên Phủ trên không đầu tiên được sử dụng khi nào và ở đâu đã được Bảo tàng Quân chủng Phòng không Không quân cất công tìm kiếm cho biết. Đó là báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng. Trong số ra ngày 29 tháng 12 năm 1972, bên cạnh bài hát Hà Nội Điện Biên Phủ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ở trang 2 có một dòng chữ: Hà Nội đang thắng một trận Điện Biên Phủ trên không. Như vậy, cái tên Điện Biên Phủ trên không đầy hình ảnh và ý nghĩa này đã xuất hiện đầu tiên trên tờ báo Nhân dân và nó lập tức được giới báo chí trong nước và nước ngoài hưởng ứng sử dụng. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không cũng tức là chiến thắng B-52, chiến thắng 12 ngày đêm, sau này đã nhiều lần được nhắc đến trên các sách báo, đài phát thanh, đài truyền hình của nhiều nước trên thế giới trong suốt hơn 40 năm qua. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!